Sài Gòn Đo chi nhánh quận 9 xin kính chào quý khách. Sài Gòn Đo vinh hạnh là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cửa và đồ trang trí nội thất. Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm cửa và nội thất cao cấp, chất lượng, Sài Gòn Đo luôn đổi mới để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm ưu việt vượt trội. Các sản phẩm của Sài Gòn Đo luôn được chăm chút rất tỉ mỉ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu chất lượng đến quy trình sản xuất được chuẩn hóa, kiểm soát sát sao. Nguyên liệu sản xuất cửa gỗ công nghiệp Sài Gòn Đo được nhập khẩu từ nhà máy Mazda Formos của Malaysia, kiểm soát bởi tập đoàn Masonis của Mỹ. Sản phẩm cửa nhựa cao cấp được nhập khẩu nguyên liệu từ các nước Hàn Quốc, Đài Loan. Các nguyên liệu này được đưa đến nhà máy kiểm tra, rồi được đội ngũ thợ có tâm huyết và tay nghề cao gia công,